hai cái môi vô tình gần đụng nhau. Cắt. Rồi xong rồi, Đạo Diễn ơi, hung rồi, xong rồi. Và ngày hôm nay không biết cặp vợ chồng nào sẽ xuất hiện trên chương trình Vợ Chồng Son. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng son đầu tiên. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Đây phải nói là cặp vợ chồng đẹp nhất nhì trong showbiz đúng không đó, chị? Đó, bởi vậy trai tài gái sắc. Thanh Bình và Ngọc Nữ, Ngọc Lan. Thôi bây giờ, tại vì lên trên đây á là chúng ta phải tuân theo format của chương trình Vợ Chồng Son. Cho nên bây giờ chúng ta phải quay trở lại từ đầu. Đó là mời hai vợ chồng son giới thiệu. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cũng như là chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Mình tên là Ngọc Lan, nghề nghiệp của mình là diễn viên. Còn ngoài cái công việc diễn viên ra thì Lan còn làm công việc gì khác không? Dạ là mẹ. Làm mẹ của em đó anh. Mẹ của em luôn à. Rồi còn em? Em họ tên trên giấy khai sinh là Nguyễn Thanh Bình. Cũng là diễn viên. Hết rồi đó anh. Công việc phụ của em là gì? Công việc phụ trước đây thì có tập tành kinh doanh vài thứ. Còn bây giờ thì làm chồng người ta, làm con. Làm con. Ủa bên đây có mẹ thì phải có con với anh, tại vì nó đúng format luôn, hỏi tuổi phải có tuổi luôn. Dạ em sinh năm 1985 và sinh nhật vào tháng 8, 17 tháng 8, nên ai mà có muốn tặng quà thì nhớ nha, ngày 17 tháng 8 năm 1985. Gai kèo luôn đó. Em thì lớn hơn Lan được vài tháng. Ồ, hai em là bằng tuổi nhau. Dạ. Bây giờ hãy kể cho chương trình được biết là hai em lần đầu tiên biết nhau là ở đâu và quen nhau như thế nào? Em với lại anh Bình á là đồng nghiệp với nhau cũng khoảng cả 10 năm thì mới là yêu nhau. Bộ phim đầu tiên mà hai đứa đóng chung á đó là phim Ngõ Vắng, nhưng mà hai cái tuyến nhân vật lại không có đi chung với nhau. Rồi sau đó là có cái phim đóng cặp chung với nhau, đó là phim Tình Ca Phố. Nhưng mà cũng quan nghiệt là lúc đó thì em có bạn trai. Nhưng mà quan nghiệt là Thanh Bình lúc đó có bạn gái chưa? Chưa. Nhưng mà lúc đó hai đứa đóng cặp với nhau. Dạ. Mà em có ấn tượng như thế nào về bạn này? Em đó thì có một cái tính đó là khi mà có bạn trai thì lại không có để ý tới người khác, là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng không có muốn để cho những cái người mà họ đang có ý gần mình á là để cho họ tránh xa mình ra luôn. Ủa ý gì đâu, lúc đó có ý gì không, đâu ý em nói là không. Với tất cả mọi người chứ không là với anh. Có cái cảnh quay như vậy nè, cái vai đó là bạn này đóng vai là lớn tuổi hơn em nhưng mà lại mê em. Em là sinh viên, xong rồi trong một lần mình thất bại trong cái chuyện xin việc đó, mình xỉn mình đi về thì hai cái phòng ở sát vách, thì cổ dìu mình vô trong phòng, thì trong lúc mình té xuống thì cổ cũng té lên, hai cái môi vô tình gần đụng nhau. Lúc mà em vừa té xuống thì diễn xỉn mình nắm nhắm mình hí hí mình coi thì cổ hùng sao. Cái cổ vừa xuống nó xé cắt, cổ kêu cắt đó. Rồi xong rồi, Đạo Diễn ơi, hung rồi, xong rồi, qua cảnh này đi quay cảnh khác. Là tứ là tự hú cắt luôn á. Đúng. Lúc em bị hụt hẫng, hụt hẫng chứ anh. Tại vì em á thì lúc đó thì em đã đi đóng phim được nhiều trước anh Bình, cho nên là cũng có một vài cái kỹ năng, với là cũng hiểu được rằng là phim truyền hình thì cũng không có quá nhiều cái cảnh hôn nhau, có quay thì cũng sẽ bị cắt, không có được đưa lên trên TV. Lúc đó là em đã có cảm tình với Ngọc Lan chưa anh? Cổ Lan có bạn trai mà làm sao mình có cảm tình được. Sau phim đó thì tụi em vẫn giữ liên lạc với tư cách là bạn. Giữ liên lạc bằng cách nào? Comment Facebook rồi thôi. Chị Facebook. Có một cái kỷ niệm như thế này nè. Cái năm đó là sinh nhật của em. Em với bạn của em, với em của em là mới đi đi Thái Lan chơi. Năm đó thì Thái Lan bị đánh bom rất là lớn. Thì đúng ngay dịp đó luôn thì mình rất là hoang mang. Rồi đến khi mà em về được tới khách sạn em an toàn rồi thì em mới viết một cái bài ở trên Facebook để em chia sẻ về cái sự an toàn của em và chia sẻ về cái sự lo lắng của em khi mà em không book được vé máy bay để em về Việt Nam liền. Tại vì lúc đó là sân bay không bay luôn. Cái bài đó thì vô tình thì các anh chị phóng viên á lấy để làm bài cũng như là để thông tin cho khán giả biết luôn. Thì cũng có người nào họ thương mình thì họ chia sẻ với mình, nhưng có những người mà họ không có thương mình thì đâm ra là họ lại có những cái bài viết gọi giống như là anti fan vậy đó. Họ bảo rằng là mình làm quá vấn đề, mình làm lố vấn đề lên, đại loại là vậy. Thì anh này thì theo dõi em sát nút, cho nên là ảnh biết được những cái chuyện như vậy thì ảnh mới tức quá, ảnh mới lên viết một cái bài để bảo vệ mình. Đó là cái dấu ấn lớn nhất. Thì từ cái dấu ấn đó em mới nhớ lại là những cái chuyện trước đây ảnh cũng vẫn hay bảo vệ mình như vậy mà mình lại không có để ý lắm. Dạ. Nó là phải cảm ơn Facebook đúng không? Vậy thì đến khi nào thì em mới chủ động em tỏ tình với Ngọc Lan? Em là người chủ động. Wow. Ủa bình thường thôi, anh làm gì mà anh nhấp không nhấp phải bất ngờ là bởi vì
với một người đàn ông như thế này thì phải chủ động tỏ tình chứ. Nhưng mà với một người phụ nữ bản lĩnh là người ta luôn luôn làm những chuyện đột phá mà không ai có thể lường trước được. Thì chắc chắn là mình phải có một cái cử chỉ gì đó rất là đặc biệt. Sau này bạn nói lại thôi, bạn rất là thích nắm tay. Sự nắm tay nó làm cho bạn cảm thấy được che chở và được an toàn hơn. Có một cái lần đi coi phim ra mắt cái phim Trúng Số là cái phim của Dustin Nguyễn. Bữa đó thì cổ điền mình, em ngồi bên này, phim chiếu ở một cái rạp rất là lạnh. Ở thôi mình ngồi mình bên kia ngồi mình, bạn qua cởi cái áo vest ra đưa, rồi xong cái ủa lạnh hả, thấy cái tay lạnh quá, trời lạnh thiệt, lạnh quá. Các bạn giữ luôn. Rồi coi phim là giữ luôn. Nhưng mà sau cái vụ đó thì lại không tiến triển gì hết. Tức là tụi em giống như là tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy đó. Em cũng kiếm chuyện lắm, em thích quá rồi, em nói là làm ơn qua chở đi, đi quay đi, bữa nay làm biếng lái xe quá. Xong rồi cái đâu có qua chở đâu chị, cho em leo cây luôn á. Lạ lùng vậy. Không, bệnh chị. Xong rồi bữa hôm sau em mới biết là sốt nằm một đống. Đi không nổi luôn mà. Rồi sau khi sốt là quen luôn. Chưa, sau khi sốt là em cũng vẫn lì. Em nói là thôi được, thôi bữa đó sốt thì thôi, bữa nay qua chở hết sốt chưa, qua chở đi đi. Thì bữa đó là em mới bày binh bố trận ở nhà em, là mấy đứa em của em là nấu một cái nồi lẩu. Đó, thì em mới nói là qua sớm một chút để ăn lẩu rồi đi. Thì anh cũng qua sớm. Xong rồi hốt em luôn đó anh. Ăn xong, chở em đi quay thì lúc đó thì trợ lý gọi cho em. Em tưởng nó là hối em lên. Em vừa bắt máy lên, ừ chị đang tới nè, em tắt máy. Cái em đi lên tới nơi thì bạn nó nói là em gọi cho chị để báo cho chị là cảnh của chị bỏ rồi, không có quay. Nếu như mà biết trước là đã sao không có cái chuyến đi đó. Đúng rồi. Mà cái chuyến đi đó nó có một cái ấn tượng gì mà mụ em suy nghĩ trong đầu, ông nói mình thử lại một lần nữa cái nắm tay giống như hồi xưa. Ngồi uống khều khều ngó móc thử nắm thử coi bên này có chịu đèn không. Tại vì em nói xin lỗi, nhiều khi ngồi vậy nè, chỉ cần đụng nhẹ thôi là có thể bạn quay qua bạn đánh mình rồi đó. Không, đúng đúng, Ngọc Lan bạn này rất là dữ. Thì nắm thử coi làm sao, coi cho không. Ai ngờ là chịu luôn. Mà cái cảm giác mà khi mà em nắm tay Bình em thấy làm sao Lan? Chị có biết được cái cảm giác là bị điện giật là như thế nào? Nó đúng là rõ ràng luôn, em mới cảm nhận được là có một cái luồng điện nó xẹt vô trong người ngay cái sống lưng á. Ồ, vậy nó mạnh mẽ lắm chị. Coi chuyện điện giật á. Không giật. Từ sau khi mà anh Bình nắm tay em thì em có dặn anh Bình là bàn tay của anh á, nắm rất là đã, rất là thích, rất là mềm, rất là ấm. Cho nên là anh mà nắm tay người khác là người khác bị có điện chạy chắc luôn á. Cái này em nói thiệt. Mình đốt nhà nữa. Tại sao em không nắm thử tay Bình coi có điện không? Không được, có điện là có vấn đề đó nha. Rồi, có nghĩa là trên cái chuyến đi đó Bình nắm tay Ngọc Lan là chính thức là hai đứa quen nhau đúng không? Tại vì tụi em cũng lớn rồi, cũng ngoài 30 rồi. Biết nhau thì đã 10 năm, đã biết quá rõ về nhau rồi. Cho nên là bỏ qua cái giai đoạn mà gọi là trai gái mà mới yêu nhau, giống như các cặp đôi khác không có tỏ tình, không có gì hết, là tụi em tự mặc định là tụi em đã thích nhau và đã yêu nhau và đã là bạn trai bạn gái của nhau. Nhưng mà sau đó một hai ngày thì tự nhiên em lại có cảm giác là em bị sợ. Bạn mày bất ổn vậy lắm, làm em hoang mang lắm. Anh biết tự nhiên cái cho mình một cái niềm tin về tình yêu. Tự nhiên cổ tác cho mình một cái tác bằng một tin nhắn dài sọc vậy nên trong đó nội dung là thôi chúng ta nên em nhớ không nên bắt đầu là nên... thôi coi như qua đường đi. Coi như là thôi, coi như là một cái gì đó cảm xúc vừa thoáng qua đi, quên hết đi. Em chỉ nhắn lại một câu lý do tại sao. Bắt đầu và em nhắn dài như cái sớ vậy đó. Nhưng mà duy nhất một mục đích thôi, em chỉ nói là em phải tin rằng là anh sẽ làm được và sẽ bảo vệ được cái tình yêu này. Coi như là sau cái bức thư chia tay đó thì là khởi đầu cho một cái là không thể chia tay được, có nghĩa dạ, là chính rồi. Thức đó. Vậy thì cái tình cảm của hai bạn là có bị người ta soi mói hoặc là người ta theo dõi không? Hai đứa yêu nhau mà cũng rất là lo sợ. Tụi em quen nhau lén lút lắm. Nhưng mà trời, em là một cái đứa mà chị Hồng Ánh nói là muốn biết con Lan nó vui hay nó buồn cứ lên Facebook của nó là biết. Em không có giấu giếm được cái gì hết trơn. Em chỉ có Facebook là bạn của em thôi. Cho nên cái gì em cũng viết lên, mà mình thèm khoe lắm rồi mà không biết làm cách nào để khoe. Cái thế là thôi cứ up đại cái gì đó mà có liên quan đến bạn này, để cho bạn này cũng vui, nhưng mà làm sao để cho mọi người không biết. Nhưng mà bị bóc anh. Ví dụ như cái tấm hình đầu tiên em post là lúc đó em đội cái nón của anh Bình. Thì anh Hùng Thuận là bạn rất là thân của anh Bình, anh phát hiện ra cái nón đó của anh Bình. Rồi đến cái tấm hình thứ hai á, là giống như là hai đứa làm như có thần giao cách cảm hay sao á. Chụp một tấm hình, em thì che mặt anh Bình đi, anh Bình thì che mặt của em, mà hai đứa lúc đó là ở xa nhau nhưng mà lại post cùng thời điểm luôn. Anh Quy Khánh là người phát hiện. Bởi vì cái cảm giác mà lén lút nó mắc cười lắm. Nói thú vị đã. Bình á là mình tìm được ở em cái tình cảm giống như nãy như giỡn, nhưng mà trong cái giỡn nó có cái thiệt là của người mẹ. Để em ngược lại em có tìm thấy ở Bình cái tình cảm giống như một người cha không? Dạ có. Đó là cái điều mà lý do tại sao mà tụi em quyết định
em có con. Là tại vì á, em mồ côi cha từ nhỏ. Em lúc ba em mất là em có một tuổi mấy thôi. Cho nên khi mà em luôn có cái quan điểm là em rất là khao khát có được một người đàn ông ở trong gia đình. Và những cái người bạn trai trước em quen á, em không có cái cảm giác đó. Nhưng mà đến khi em có anh Bình á, em có cái cảm giác đó. Em mặc dù em rất là bự con, nhưng mà ở bên cạnh anh Bình em cảm giác như em giống như con mèo ướt vậy, được ảnh che chở. Nên là em rất là thích cái cảm giác đó. Ảnh vừa là một người chồng, một người bạn, một người đồng nghiệp và là một người cha. Thế anh được biết là tụi em chưa có đám cưới? Dạ đúng rồi. Chị mới có đám hỏi thôi đúng không? Dạ. Hai đứa có cùng một cái sở thích đó, đó là không có thích đám cưới. Em thì lại thích làm khi nào mà có con rồi á, thì con mà nó lẩm đẩm nó biết đi. Thì nếu mà có con trai á, thì sẽ mặc bộ đồ vest giống như ba, rồi bưng trầu cau qua xin bà ngoại đón mẹ về. Còn nếu như là con gái thì sẽ mặc cái áo dài giống như mẹ và đi theo ba đi về nhà. Đó là cái sở thích của em, và may mắn là anh Bình dường như anh cũng thích như vậy. Nên là hai đứa quyết định là không có làm đám cưới mà muốn có con trước. Nhưng mà sau đó thì mẹ em thì bên nhà gái mà em giống như là bộ mặt của gia đình vậy đó. Tại vì trong nhà có một mình em làm nghệ sĩ, mẹ lại sợ người ta nói rằng là trời ơi, nghệ sĩ họ sống như vậy đó. Rồi nhiều khi coi chừng là nó ở với nhau được vài bữa có con rồi tụi nó chia tay nhau lum la, không có cưới hỏi gì hết. Thì mẹ cũng sợ. Cái năm đó là em có cảm giác là hình như là nếu mà mình sống theo cái của mình đó thì tội nghiệp mẹ quá. Nên là em mới bàn với anh Bình là thôi để chắc để làm đám hỏi xong rồi làm đám cưới luôn. Mà khi mà làm đám hỏi xong thì tụi em có bầu. Như vậy là hai em là từ khi mà có bầu là ở chung với nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, anh ơi, mới quen nhau là về ở chung với nhau về rồi. Về ở chung rồi. Từ lúc đó cho tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Hơn 3 năm, 3 năm, 3 tháng. Trong 3 năm, gần 4 năm là ở với nhau. 4 tháng. Là chắc chắn là bao nhiêu tính xấu cũng ra lòi ra hết rồi đúng không? Và các em cũng biết cái đặc sắc của chương trình Vợ Chồng Son là gì rồi đúng không? Và đây là lúc mà tất cả khán giả đang chờ đợi nè, phải không? Lan nãy giờ chiếm diễn đàn nhiều rồi đúng không Bình? Đó, giờ để em, tới em đó. Em ơi, cô ấy có tật xấu gì không Bình? Anh không biết. Chết rồi. Không cái giận này là nha, ba nói đó. Trước nha. Lan là một phụ nữ nội trợ đúng nghĩa. Đang nấu ăn ngon lắm đúng không em? Dạ. Không những nấu ăn ngon, cổ còn một người ngăn nắp. Ngăn nắp và cực... Trời sao nói mà đay nghiến quá vậy? Cực kỳ gọn gàng anh. Gọn gàng thôi em. Gọn gàng. Anh có tin được là đó, ví dụ như cái này là một cái bộ liền đi, một cái quần, một cái áo, một cái nón đi, cái giỏ sách, thì cổ về cũng bước vô một cái là bảo đảm là cái giỏ sách nó sẽ nằm ngoài cổng. Cái quần nó nằm ngay cầu thang. Cái áo thì nó sẽ lên tới cái phòng khách đó. Trời ơi. Rồi còn cái ví dụ như còn cái gì, đôi giày. Đôi giày nó hai chiếc đó, một cái nó sẽ nằm dưới bếp, một cái nằm trên phòng. Trời ơi, nói sức luôn à. Năng tại anh luôn đi, nó sách đồ đi em vọng bộ. Em mới nói ngày hôm qua bên kia nè. Em luôn nói thằng con mình đó là tại sao con chơi đồ chơi không dọn. Thằng Louis á, nó ngoan lắm, nó chỉ một hai món đồ chơi nằm khắp nơi thôi. Nhưng mà nhìn qua bên trái đi là đồ của bà Lan là gấp 3 lần. Trời ơi, ngăn nắp quá. Ngăn nắp dữ lắm. Lan mà vô bếp á, nấu ví dụ như một cái gì đó mà cần tới cái tô, bảo đảm cái tô sẽ bể. Dễ thương vậy. Đụng vô cái chảo cháy. Hồi lúc em chưa có anh Bình á, là em cũng bếp núc dữ lắm. Em cũng thích nấu ăn ở nhà mà cũng nấu được vài món. Mà không hiểu sao từ hồi có anh Bình mà không làm được gì. Rồi nó nghe nè, còn có tập gì nữa không? Ví dụ như chẳng hạn là hay lo xa. Ê, em tự khai nè. Lo xa thì khỏi để, nói để rồi. Người ta nói. Trời ơi. Lo xa thì khỏi nói rồi. Sao đâu, ví dụ mới thằng nhỏ mới được mấy tháng rồi. Ngồi suy nghĩ. Ủa em suy nghĩ gì ghê vậy? Suy nghĩ mà không ngủ được luôn. Suy nghĩ gì? Em đang suy nghĩ là không biết sau này đại học nó sẽ chọn ngành nào. Trời ơi. Vậy là nữ hoàng lo xa hay là nữ hoàng quăng nha. Trời ơi. Mà thằng nhỏ nhiều khi cái chân bị mũi cắn. Hết rồi, chứ phải đưa nó đến bệnh viện. Mình khám coi nó bị cái gì. Thằng này da nó từ nhỏ là da nó cũng độc lắm. Đang có dịch gì đó. Heo tai xanh gì đó trời. Nhiều khi nghĩ một cách thái quá đó. Đúng rồi. Mũi cắn thôi mà, con mũi còn đậu kìa, em thấy không? Rồi, đúng đó rồi. Nữ hoàng hoang mang. Hoang mang. Còn gì nữa không? Còn nhiều lắm nãy giờ. Trong quá trình kể thì nó lòi ra lum. Em có một cái tật mà em thấy là nó rất là xấu luôn. Mà em nghĩ là em cần phải sửa. Em biết phải làm sao. Đó là tật ngủ. Ngày xưa em ngủ rất là đẹp. Bạn này đúng nghĩa là ngủ quên trên xe rồi, như thiên thần. Em ngủ đẹp lắm, nằm nhưng trên mà sofa là ngủ. Ông hiểu sao lắm. Từ ngày em có hình Bình em ngủ nó xấu đau. Ví dụ ngủ làm sao? Em ngủ hơi nhờ. Đó. Mà hả hỏng. Con mắt thì mở liêm dưới thấy ghê đó, trồng trắng không à. Hai chồng em có một sở thích coi phim lắm. Một ngày phải coi ít nhất 1 đến 2 bộ phim. Phim lẻ đó, vừa nằm xuống thôi. Coi hết không? Coi tới nửa phim không? 1 tới 10 thôi anh, cái scene đó vừa mới chạy xong thôi là
Hồi xưa đâu có ngáy đâu. Từ ngày về ở nhau sao thì không hiểu vừa ngáy. Ngáy luôn á. Vừa mở mắt vừa hả họng chảy nước mắt. Trời ơi, hình ảnh ngọc nữ gì mà kỳ quá hả? Chết rồi. Chương trình này có thể cắt khúc nào mà khúc này không có cắt đâu. Mới hôm qua nè, anh kiếm cho em một cái phim nào mà phải hát não nha. Nó hay nha. Mà em là cái người lúc nào tìm phim em vừa bấm lên mở lên coi đó, phim này là phim được đánh giá hay nhất trong cái năm vừa rồi luôn. Chạy lên lầu em lấy miếng rau xuống để chiều nấu canh ăn không? Vừa chạy lên quên đồ chạy xuống rồi. Mà cái chuyện này là bình thường anh. Bệnh quá lan rồi lan. Trời ơi, anh nói thiệt, anh mà qua nhà em tham quan đặt camera lén bữa đi. Cái hình ảnh ngọc nữ nó đâu mất tiêu hết trời. Thôi đủ rồi. Ông mà dễ thương cái ông mà nhục lắm á chị. Anh thấy chụp hình là anh gửi lên group lắm. Bữa đó đi đâu vậy? Đi Bến Tre. À, đi Bến Tre chơi cho thằng Louis nó đi về rồi nó trải nghiệm đồng quê vậy đó. Thằng nhỏ ngồi lên hay kêu em cho nó ngủ đi nha. Rồi để cho nó ngủ cho, tại hôm qua em cũng ngủ nhiều rồi, giờ trưa nay em không ngủ nữa đâu. Mà thằng nhỏ là hôm qua ngủ ít. Trưa nay bảo đảm là rất là mệt, nó sẽ ngủ liền à. Vỗ vuốt nó ngủ đi con. Thằng nhỏ còn loay hoay dưới này bà là bà hạ họng rồi. Mà mắt á, anh biết anh em làm không được. Con mắt nó ngủ rồi nè. Trong trắng không à. Trời thấy ghê lắm. Điện thoại em đâu rồi cho coi luôn. Vậy là dễ thương. Chị là tưởng tượng như rất là dễ thương luôn. Dạ, dễ tại vì mà. Em biết lý do không? Trả lời luôn á. Tại vì nè, hồi lúc chưa gặp em á là lúc nào cổ cũng sống trong một cái trạng thái là luôn luôn là phải ready mọi thứ. Không thiệt, lo. Nó không có bình an á. Nhưng mà từ ngày có Bình là em cứ thả cửa mọi thứ. Em biết tương gì mọi thứ cho nên em không còn sợ bất cứ cái gì. Dạ đúng. Nhưng rồi. Cho có thể chị Vân nói đúng, cảm thấy an tâm. An tâm dạ. Đó em, đúng an rồi. Tâm là mình xả hết là mình không có khe cái gì. Rồi bây giờ tới em đó Lan. Đây là người đàn ông mà thật sự là khuyên là các cô gái nào mà đang thích anh Bình thì đừng có bao giờ nghĩ tới cái chuyện sẽ ngủ chung giường. Anh đi ngủ anh hay quýnh người ta lắm. Nghĩ hả? Mà em giả bộ thôi là em cái đó thì bí mật của em đi. Em nói nhiều khi anh ơi, nhiều chắc bộ anh ghét em lắm hay sao á. Cái lần mà em có bầu á, tự nhiên em nghe anh dùng mạnh một cái, em vừa quay qua thì em thấy cái tay ngay mặt em rồi. Mà cái mặt anh dữ lắm. Tức là nhưng mà may là lúc đó anh tỉnh thì anh tỉnh kịp để mà anh dừng lại kịp, chứ không thôi là em nát cái mặt em rồi. Em phải đi sửa mũi rồi. Nhưng mà cái lần gần đây nhất là anh chưa tỉnh kịp cho nên là cái đùi em hứng hết luôn. Bình có tật xấu gì không? Những cái mà nhỏ nhặt á, những cái tật xấu của ảnh, ví dụ như là ảnh không cho người ta móc lỗ mũi nhưng mà ảnh thì lại ngồi móc lỗ mũi điên cuồng. Em cảm thấy là như cái đó cũng chẳng phải xấu đâu mà nó em đối với em thấy bình thường. Nhưng mà ảnh có một cái gì là em rất là mong ảnh thay đổi. Đó là ảnh ôm đồm nhiều việc quá. Ví dụ như một cái bông vậy đi, thay vì á anh đặt người ta đem tới, người ta sẽ cắm rất là đẹp và rất là nhanh. Còn ảnh không có làm vậy mà ảnh tự mua mút rồi mua đế rồi mua bông về, anh tự ngồi anh cắt, anh cắm hồi anh mệt. Còn hoặc là những lúc ví dụ như dọn nhà, thì mình dọn nhà mình mời một cái nhóm chuyên dọn nhà, mà nhiều khi mình đi làm mình mệt nữa cho nên thôi mình cứ để cho người ta làm đi. Không, sáng tay vô làm phụ. Làm hồ quạo. Phụ dữ lắm, phụ rồi hồi mệt quạo. Đó, vậy đó. Kể cả cái vườn rau ở trên nhà cũng vậy. Thay vì mình kêu người ta tới, người ta set up, người ta cắt ống nước, người ta tự người ta làm hết đi rồi mình chỉ trồng thôi. Cũng không luôn, đem ống nước về khoan, đục, cắt rồi tẩn mẫn tò mò rồi ngồi tự làm mấy cái kệ rồi cũng vậy, tự làm. Em muốn ảnh phải bớt những cái đó lại để cho ảnh đừng có bị mệt quá. Là vì ảnh mệt quá em cũng sót nữa. Nhưng mà chị lại thấy cái đó nó rất là hay. Tại vì nó sẽ gìn giữ được cái kỹ năng cần thiết nhất để sau này là còn hướng dẫn con mình. Dạ. Ví dụ giờ tụi em đang ở trong một cái cuộc sống mà mình tương đối là thoải mái. Nhưng mà cái kỹ năng tối thiểu đó lúc nào phải có, nhất là đối với một người đàn ông. Làm được những điều đó không phải ai cũng làm được đâu. Tức là em đừng có để cho Bình bị bỏ cái đó phí. Em bị sốt ruột đó chị, em thấy làm mệt quá. Tại tự Bình phải biết control, khi nào mà em mệt thì em xả, vậy thôi. Nếu như cho em điều mong muốn để mà em mong muốn Bình thay đổi để cho hoàn hảo hơn thì em mong muốn đó là điều gì? Em không mong muốn gì hơn nữa. Tại vì em cảm thấy cuộc sống bây giờ nó đang rất là ổn. Anh Bình anh đang làm rất là tốt cái vai trò của anh. Thậm chí anh làm luôn vai trò một người mẹ của em luôn mà. Anh chăm con rất là giỏi. Cho nên là em không có mong anh thay đổi gì. Chỉ mong là anh làm việc ít lại để mà còn giữ sức khỏe nữa. Em sợ anh bệnh lắm. Thế còn Bình, em mong muốn Ngọc Lan thay đổi điều gì? Em thì cũng như Lan, em không có yêu cầu Lan thay đổi bất kỳ điều gì đâu. Những cái tật xấu của Lan thì em cũng đã nói nhiều với Lan rồi. Em được quyền, tại vì cơ bản là em là người của công việc.
em đầu bù tóc rối với công việc rồi thì không lý nào anh bắt em phải là một người phụ nữ hoàn hảo ở trong bếp nữa. Em thấy em ích kỷ lắm nếu như em muốn đi rõ. Cho nên là bạn có quyền làm điều đó thì em không có lý do gì để muốn cô thay đổi những cái đó nữa. Nhưng có một cái này là thuộc về tính cách. Em muốn Lan bớt suy nghĩ và lo xa những cái mà không cần thiết. Tức là bỏ đi cái nữ hoàng hoang mang. Bớt bỏ đi. Bỏ cái danh hiệu đó đi. Đó em là mà... chính vì vậy mà em ở nhà có những cái em rất hời hợt. Có những cái mình muốn như vậy nhưng mà mình phải cân bằng với lại Lan. Chứ mình mà còn trời ơi em cũng lo xa giống như Lan thì cái chuyện nuôi dạy con cái nó sẽ không tốt đâu. Thì từ đó em mới nói là bản thân mình phải thay đổi để cho người khác thay đổi chứ không phải mình muốn người khác thay đổi. Quá tuyệt vời. Lúc khi mà Bình nói cái điều đó ra đó là thì chị cảm nhận nếu chị là em nha thì chị sẽ tự thay đổi. Thứ nhất là chị sẽ thay đổi cái vấn đề về hoang mang, tức là mình lo xa mệt lắm. Cái đó đúng là phụ nữ. Trời, cái đó em cũng không mình muốn bị gì. Cái đó mình mau già mà mình mau xuống sắc mệt lắm. Bỏ đi. Rồi một cái điều nữa thôi là chắc chắn là em sẽ phải có một cô công chúa. Thì là cái vụ mà chỗ nào để chỗ đó, tức là cái bừa bộn đó. Nếu là chị sẽ thay đổi cái đó. Dạ. Thế thôi. Mặc dù là em biết anh Bình anh không có câu nệ những cái việc vụng về của em, anh cho phép em làm điều đó, nhưng mà bản thân em cũng thấy là nếu như mà mình cứ ỷ lại như vậy á, thì nó không tốt, hoàn toàn không tốt. Không ai muốn ở chung với một người mà quá bừa bộn như vậy. Bản thân em cũng muốn là mình thay đổi để cho cái cuộc sống vợ chồng, cái tình cảm vợ chồng nó tốt hơn nữa. Rồi, xin cảm ơn hai em. Xin chúc hai bạn luôn luôn lúc nào cũng nụ cười, hạnh phúc gắn chặt trên môi và nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Xin cảm ơn.